Vị trí Game Master đứng thứ ba trong bảng xếp hạng cũng chính là Berroba. Cô ta bản chất không phải là một Game Master mà là một nhà đầu tư. Ban đầu cô ta đầu tư vào Yamato, cũng là một kẻ hướng tới bad ending. Cô ta muốn chứng kiến sự thống khổ của tất cả mọi người và luôn hành hạ nhân vật Kurama Neon như một đối trọng của cô. Bản chất Berroba rất yêu quý nỗi hận thù và sự thú vị trong người của Buffa, tiêu diệt hoàn toàn tất cả những Rider. Điều này làm cô ta vô cùng thích thú và muốn hỗ trợ anh ta. Berroba muốn tất cả mọi người phải trải qua bất hạnh nên luôn khao khát giành được chiếc Vision Driver để trở thành Game Master nhằm thực hiện điều ước của bản thân. Kế hoạch của cô ta vô cùng thành công. Với thế lực của Yamato, Buffa cũng như đầu óc của Sparrow, cô ta đã lừa được Game Master Chirami để có được sức mạnh của Vision Driver và chính thức trở thành Game Master mở ra Yamato Grand Rift. Tính cách của Berroba giống với hình dạng của mình, mặc dù là một bà cụ già nua nhưng cô ta lại vô cùng nhí nhảnh và đầy hồn nhiên, muốn tất cả mọi người trải qua nỗi đau giống như mình phải từng trải qua, làm tất cả mọi thứ chỉ vì cảm thấy nó thú vị, từ việc hỗ trợ Yamato cho tính tạo ra trận chiến nhằm tìm ra được người chiến thắng để trở thành thần tham vọng, sẵn sàng ra tay hèn hạ chỉ để mua vui cho bản thân và vô cùng khó chịu với sự xuất hiện của Ace, một kẻ ao trình tất cả mọi người, một sự nhàm chán mà cô ta không hề muốn gặp. Về phần trình độ cũng như khả năng, có lẽ Berroba còn thua xa so với Colette. Điều làm cho Berroba đứng ở vị trí thứ ba này có lẽ đến từ phần nào tính cách cũng như phần xuất hiện của Berroba để lại nhiều ấn tượng hơn so với một nhân vật chỉ xuất hiện trong một movie ngắn ngủi, chưa thể hiện được quá nhiều như Colette.